Xin chào toàn thể quý anh chị đang theo dõi kênh Hoài Thương Bất Động Sản ạ. Chuyên nhà đất thành phố Di An, thành phố Thuận An, chuyên bất động sản sổ riêng nha anh chị. Hiện tại thì em đang có mặt tại khu dân cư Đại Ngàn thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương ạ. Video này thì em giới thiệu tới quý anh chị tham khảo một lô đất để anh chị tham khảo mua ở cũng như là mình mua đầu tư ạ. Và lô đất này thì đã có sổ riêng từng nền luôn rồi anh chị, và có hỗ trợ vay ngân hàng luôn ạ. Con đường em đang đứng đứng đó là con đường số 6 của khu dân cư Đại Ngàn. Ở đối diện anh chị nhìn thấy thì đó là khu vực đất để xây chung cư nha anh chị. Hiện tại thì chủ đầu tư đã vay lại rồi ạ. Và lô đất hôm nay em giới thiệu tới quý anh chị đó là chính lô đất phía trước có một căn nhà cấp 4 được làm bằng container đó. Lô đất này thì có tổng diện tích là 75 mét và có bề rộng là 5 mét và chiều sâu là 15 mét nha anh chị. Đường phía trước thì có lòng đường 6 mét, vỉa hè mỗi bên 3 mét. Ở đây thì vỉa hè cây xanh, điện âm, nước máy hết nha anh chị. Hiện tại mức giá của lô đất này là 2 tỷ 720 triệu ạ. Và có hỗ trợ ngân hàng nha anh chị. Và mức giá trên thì gia chủ chỉ bán đất thôi nha anh chị. Còn trường hợp mà anh chị yêu thích căn nhà ở trên đất thì mình mua thì thêm 100 triệu nha anh chị. Và lô đất này thì có hỗ trợ ngân hàng từ 70 đến 80%. Quy mô của khu dân cư Đại Ngàn thì rộng là hơn 28.000 mét vuông nha anh chị. Và ở phía trước đối diện của lô đất này đó là vùng khu đất để xây chung cư ạ. Vị trí của khu dân cư Đại Ngàn thì di chuyển ra đường 22 tháng 12 thì tầm 100 mét thôi ạ, cũng rất là gần nha anh chị. Các tiện ích xung quanh như trường học, bệnh viện rất là gần luôn ạ. Gần gần đây thì có trường mầm non, trường cấp 2, trường cấp 3. Di chuyển thì tầm 2 phút thôi ạ. Khá là gần luôn nha anh chị. Liền kề bên đó là chợ Thuận Giao rồi khu dân cư Việt Sinh. Và con đường số 6 này thì đường thông hai đầu nội bộ nha anh chị. Con đường phía trước đó là con đường số 5 giao với con đường số 6. Đó, phía trước này thì là đường số 6 nha anh chị và cắt ngang là con đường số 5. Với mức giá 2 tỷ 720 triệu là giá của lô đất nha anh chị. Yêu thích căn nhà bằng container thì mình thêm 100 triệu nữa. Và bây giờ em quay xung quanh để anh chị tham khảo về khu dân cư Đại Ngàn ạ. Từ vị trí của khu dân cư thì mình di chuyển ra đường quốc lộ 13 thì chỉ tầm 2 phút thôi ạ, cũng khá là gần ạ. Còn kết nối giữa vòng xoay An Phú và ngã tư Đất Thánh thì hơn 1 km nha anh chị. Mình di chuyển về thành phố Thủ Đức cũng khá là gần luôn ạ, thì chỉ tầm 10 phút thôi ạ. Quý anh chị có yêu thích lô đất trên thì hãy liên hệ cho em để em tư vấn chi tiết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.